Sáng nay, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam do đồng chí Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội, về triển khai thực hiện kết luận số 93 ngày 20 tháng 11 năm 2020 của Bộ Chính trị về đổi mới, nội dung, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp khoa học và kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí Châu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Phát biểu chào mừng đoàn công tác, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Châu Văn Lâm thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuyên Quang đang tập trung khai thác các thế mạnh về phát triển nông lâm nghiệp, du lịch với phương châm tăng trưởng xanh, bền vững. Tỉnh đã tích cực tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng giao thông với việc đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm kết nối liên vùng. Trong những năm qua, công tác vận động, tập hợp, phát huy vai trò đội ngũ trí thức trong tỉnh được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thường xuyên quan tâm, chú trọng và đạt được kết quả tích cực. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn qua buổi làm việc, đoàn công tác sẽ định hướng những nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Tuyên Quang, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức của tỉnh trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, những năm qua, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã có nhiều đóng góp, tham gia ý kiến vào chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của các cơ quan nhà nước, nhằm góp phần xây dựng cơ sở khoa học cho việc hoạch định và thực hiện các chủ trương, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã ban hành một số cơ chế chính sách xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ trí thức, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, quan tâm xây dựng, hoàn thiện môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động của trí thức. Tỉnh đã tổ chức 6 hội thi sáng tạo kỹ thuật với trên 300 giải pháp kỹ thuật của các tác giả, nhóm tác giả là đội ngũ trí thức và người lao động toàn tỉnh tham gia. Trong đó có nhiều giải pháp mang tính ứng dụng cao trong đời sống thực tiễn. Đội ngũ trí thức ngày càng có nhiều đóng góp cho sự phát triển của tỉnh trên tất cả các lĩnh vực. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi về những giải pháp để thu hút, tập hợp, phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Việc thu hút trí thức trình độ cao, nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành về làm việc tại tỉnh tạo điều kiện và cơ hội cho trí thức trẻ phát huy năng lực, sở trường để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh.